24 các bạn sinh viên. Hiện tại thì từ 8 giờ sáng ngày hôm nay cho tới bây giờ thì tổng số lượng xe dự kiến là được bà con đưa đến đây là cây dưới 50 chiếc xe máy, và đội hình đã hỗ trợ được hơn 30 xe đổ máy và bà con di chuyển về một cách an toàn. Tại kỳ 163 mãi xúc thì lượng mưa thì chúng tôi cũng nhận được là từ 1 mét cho đến 1,5 mét thì gây ảnh hưởng đến người dân rất là nhiều, và trong đó thì số lượng xe máy của người dân mình không lòng thì khá là lớn, thì để hỗ trợ một phần giúp đỡ cho người dân khỏi sự khó khăn, cũng như là hỗ trợ cho người dân có thể sửa chữa xe máy để có phương tiện đi làm trong thời gian sớm nhất. Thì qua là ở đây là nước là ngập hết, là tài sản người dân gần và đặc biệt là xe máy là ngập hư hỏng rất là nặng. Thì hôm nay là có cái sự phối hợp của huyện đoàn Liên Chiểu đưa cái đội sửa xe về đây để tạo điều kiện giúp đỡ cho người dân. Thì dân ở đây người ta cũng rất là khó khăn, cho nên cái việc nào nó hết sức ý nghĩa, tạo điều kiện là cho người dân là sửa được xe máy là bớt được những cái khó khăn của người dân trong cái vùng đống lỗ này. Và các bạn sinh viên trên địa bàn thành phố, trong đó có trường đại học Đông Á đã ra quân hỗ trợ khắc phục mà sửa chữa xe máy cho bà con nhân dân khi bị chết máy và khi bị nước lũ ngâm. Những các bạn sinh viên này đa phần các em đến từ khoa cơ khí của các trường đại học lân cận cũng như là đại học Đông Á. Với những cái nhiệm vụ khi các bạn vừa học vừa gắn liền với thực tế và gắn với công tác đó là hỗ trợ bà con nhân dân, giúp cho bà con trong những vùng này. Với cái trách nhiệm của thành đoàn bộ sinh viên thành phố, chúng tôi đang kêu gọi các hội doanh nghiệp trẻ của thành phố và các mạnh thường quân để qua đó thì kêu gọi cái nguồn vận động hỗ trợ trực tiếp hiện vật cũng như là các những dụng cụ như dầu máy hoặc là buri xe để qua đó thì hỗ trợ cho các bạn sinh viên, tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân trong cái thời gian sắp đến. Dạ, cảm ơn anh. Số gạo cỡ không được hết, không đậu được, mấy gạo chứ có lại khước. Sau khi nước lũ rút thì công an phường trong những ngày qua cũng đã phối hợp với lại các lực lượng chức năng tham gia giúp người dân tổng dọn vệ sinh. Đồng thời với đó thì hiện nay thì nước rút này là cái đời sống của nhân dân còn khó khăn, nhất là việc ăn uống, các nhu yếu phẩm đều được thấy thì nhận thức cái điều đó thì công an phường cũng chủ động phối hợp một số đơn vị từ thiện tổ chức cái việc trao các bữa cơm với cái tấm lòng chia sẻ, hy vọng là một phần nào cũng động viên bà con tiếp tục.